Mẹ ơi, không thể giải thích được. Không lên nổi. Ăn đi mọi người ơi. Để xuống à, đặt kinh à. Ăn đi. Không lấy muối tiêu sao? Thấy là nói gì chưa? Vậy? Thấy rồi. Một nước nữa nghe. Kìa. Tao tao. Cái gì? Chị kêu trong mùa Covid là chấm chung à. Chị vô lấy cái nữa. Bơi kìa. Chị ăn đứng à. Ăn đi mọi người ơi. Ăn đứng nè chị. Thôi. Nóng quá luôn. Nóng. Trời luôn. Lấy cái chén đi với lại cái khăn giấy. Nóng gừ vậy chứ. Bữa nay không ngồi cái anh Hào rồi. Mai còn lạnh không vậy bay? Rợ giúp hết. Nhà tiên tri vũ trụ. Bữa nay sao mày hà tiện quá vậy? Em nói này không mang tiền hiếm. Sao quá, đâu phải bữa nào đi làm cũng mang tiền đâu. Ủa sao ở trong nó màu này vậy? Anh Thái, giúp em với. Em không lột được. Anh xin đi. Đúng, ta lòng đập và ta lòng nữa. Người đưa cho ta cái hộp kiểu gì vậy nè? Lỡ miệng nói rồi thấy mình đâu tính mình tới lần ba bàn thôi hả? Quá tam ba bận. Mày có Nguyên không mày? Không. Mày có ai? Mày có ba đứa rồi Thiến Sơn. Mày có em, Thái, Lụa. Thái giúp em chơi. Thầy làm chúng cái tính vậy. Tao làm Nguyên đưa cho em nữa. Lột xấu quá. Trời bóc khói nè. Lột hết nữa. Ủa sao vậy? Trứng Nguyên đưa cho con. Ôi hết lột hết chậm luôn. Có chỗ này bán đó. Trứng gà hả bây? Có chỗ này. Hai đóng cửa hai chỗ này. Trời ơi. Đúng không? Thường ăn trứng của con rồi mà. Là chỗ này nó. Mẹ cũng vậy đúng không? Chỗ này ướt. Này là tại ai vậy? Mấy người nướng trứng. Cái chỗ này ngang bệnh viện không? Chỗ ông bà về bán cái gì? Kiếm thêm nữa. Bánh lộn nhau. 12 trứng á. Đứa này mới con trứng nha. Trứng chị có chắc không như chị luôn. Chị kêu 12 trứng á. Đâu nên tiền dốt chị á. Không, 3 trứng rồi. Người ai ăn 2 trứng rồi. Con 2 trứng, con ai ăn 2 trứng. 2 trứng rồi đó hả? 4 trứng. Mau thế nhỉ. Anh Thái ơi. Rồi còn 4 trứng. Dạ, trứng gà. Thấy không? Ảnh cũng tự nhiên xét nghiệm. Tưởng đâu sao, nó tưởng đánh bài ăn. Bởi vậy trời, nó ghém. Trời, ăn tiền chứ ai nhờ cũng vậy à. Cũng nó đi cũng mất dạ. Sao nó biết mày xui lắm. Xui lắm bàn cào, xui lắm. Em đen lắm. Ngày nào cũng bị rút phong lông mà ngày đó đâu có xui. Trời ơi,
mặc gì lụa bến xe đổi hắt vô nhìn như mai. Rứa ra cho Mỹ An chở vòng đi cho nó vừa lòng đó. Chị có nghe thấy tiếng của em không chị Lô? Chị Lô ơi. Thôi con. Không có nghĩ được. Cái ống nước làm sao vậy ta? Trứng mặn, trứng lát không mà. Còn trứng kìa. Ê cái chị, lẽ chị em thấy nhưng mà em chùi hoàn toàn sạch sẽ rồi mới đụng như chị nha. Chị có vậy nè. Ừ, chị cũng vậy nè. Nghe không tin được. Chị cũng tin em được. Ăn đi. Cứ ăn vậy nè. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ủa? Làm ngọt. Ủa à? Dạ. Sao no vậy? Mấy ăn phút ăn à? Hả? Sao no vậy? Ăn hộp em ăn nhiều ấy. Hả? Nó ăn hộp cơm gà rồi mà. Ủa cơm gà đâu ăn vậy? Em còn biết nữa. Trời ơi. Ủa Thiêm tưởng nó Thiêm không biết nha Thiêm. Chị, trời ơi, chị có biết gì đâu. Chị cơm gà mà. Để ăn lại mới mát à. Trời ơi cơm gà. Gì vậy Mỹ An? Chị Lụa nó làm em thèm. Nó hỏi Thiêm gì chứ bữa nay Lụa có đi làm không thì em mợ. Rồi xong đâu có trả lời gì nói đâu. Nói xong cái ăn hơi nghe Mỹ An báo. Ai mua cơm cho chị Lụa. Ừ. Nói gặp một con. Ôi, Thiếm làm gì là chết vô rồi. Ai? Vô hả? Mày thích vô hả? Trời ơi. Trời ơi trời. Em tại sao không phải là vô thích em mà em thích vô? À, em đảo lại. Bây giờ em nghĩ bộ ảnh chỉ có thể là con xe ảnh này gửi thôi. Đúng rồi. Hồi chiều mày đi hết trơn luôn. Bốn người khách vô ngồi. Còn ông Sáu hỏi làm sao anh? Vì lý chưa có đi đâu? Tiếm thì đi rước Mỹ An. Vô thì mua bún. Con Hăng thì đi về. Còn Mẹ. Đứa nữa là ai? Thằng An thì trốn. An đi học. Xong rồi Sáu thì hỏi. Rồi làm sao Khanh? Rất là trời ơi. Ông cậu cân hết. Rồi chắc đem tẩy đâu ra vậy đó. Ủa nên An còn học nữa hả? Ăn cái gì á, ai biết. Nhìn ta cũng trí thức lắm mày hỏi gì. Trí thức tao chạy mấy ăn chơi cũng chết. Trời đất ơi, tại vì ăn chơi. Còn trứng kìa. Trời. Ngặt bốn đứa ô bế. Hả? Bốn đứa ô bế. Vậy ba đứa ô bế. Cho đi, cho có sự kiện. Chị không biết em là vua tù xì à. Ừ, cho có sự kiện. Chơi cho có lệ đi. Chị tin tưởng em. Chị tin tưởng em. Em là bây giờ nhìn vô ánh mắt của em biết coi nha kìa. Chị ù với em đi kìa. Tao nghĩ người nhìn được thấy mắt ra được. Chị tin tưởng em. Chị ù với em đi kìa, ù cho nó đi. Ta không cần suy nghĩ luôn nè. Chị ù cho em đi. Vua tù xì. Rồi, nè, đếm nè. 1, 2, 3. Vua tù xì. Ta để cái bao ở dưới đây rồi mà không chịu nhìn. Ta để cái bao ở đây rồi đó. Cho làm lại lần nữa luôn. 1, 2, 3. Ok. Vua tù xì. Vua tù xì. À lần nữa. 1, 2, 3. Nó đó, đó, đánh vô 3 lần cũng thắng được. Quá tam ba bận rồi. Da cũng phải vậy. Giờ da. Dạo này. Hôm nay sao tôi có đơn quá. Bước một mình sẽ nơi xa. Còn niềm vui dường như đã. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Nỗi đau dây tình hơi sâu, lang thang đi dọc nhân gian. Cái gì vậy? Quay đầu không chống chân luôn.